sao. Hai lăm bụp. Thấy nó lạnh mặt đâu. Thôi ghê quá đi anh. Bấm mà chú thường là đang bóng ra ngoài. Bắt tóc. Và đạp khiến cho đối thủ đánh bóng ra ngoài của chú thường. Đối thủ sẽ đập ra ngoài. Thái quan là những điểm. Đập ngay. Không kịp rồi. Nó cũng rất tốt. Rồi khác nhau. Bóng vừa đi ra ngoài, tỷ số là 4-2 nhanh. Tâm bơ. Bóng vừa đi ra ngoài. Thôi